Tiền nước anh ơi. Anh đang lỡ tay chút xíu, chờ anh xíu nha, anh ra liền. Dạ. Bời đời studio. Phòng này là phòng gì vậy anh? À, cái phòng đó là cái phòng thu trống của anh Dạ. ơi. Cho em vô xem xíu nha. Ok em, Dạ, em vô cảm vô ơn anh đi, nha. thoải mái đi em ơi. Wow. Trống đẹp quá luôn. Trời ơi mồ tèo. Quá đã bồ tèo ơi. Ơi ơi. Quá đẹp. Chà. Đồ cổ luôn. Dạ, trống này mà được quýnh một bài chắc sướng lắm ha. Hồi xin ảnh đánh một cái đây. Anh ơi, cho em quýnh cái nha anh. Chơi một bài thôi nha. Dạ. Sướng quá bồ tèo ơi. Rồi. Đấy, có trống vintage này mình phải kiếm bộ cái bài nào nó hay hay, nó hợp lý với cái bài này để cái bộ trống này coi. À đây, có rồi. Sky. Vô.
Dạ em cảm ơn anh. Em học được cũng vài năm rồi. Em học ở trung tâm của anh Huỳnh Phúc. Trung tâm mang tên Huỳnh Phúc Music Academy. Ừ, ok đó, quá tuyệt vời.